Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh bán hàng của đồ gỗ mỹ nghệ bên em nhé. Hôm nay cơ sở chúng em xin giới thiệu đến toàn thể quý khách hàng một bộ minh đế gỗ hương và một bộ tam đa gỗ chắc. Đây, bộ minh đế gỗ hương của em thì đang hoàn thiện, còn bộ tam đa của em thì đã hoàn thiện rồi, gỗ chắc nha mọi người nhé, gỗ chắc đen. Đây là em làm theo đơn đặt hàng của anh Vũ Tuấn tại thành phố Hà Nội. Và em xin đi vào chi tiết cho mọi người cùng xem. Trước mắt thì khách hàng là một cụ Phúc, được làm bởi bàn tay nghệ nhân cực kỳ là sắc nét đấy mọi người, truyền thần nhé mọi người nhé. Được, tiếp theo là diện thứ hai là của cụ Lộc, rất chi là đẹp. Thứ ba là của cụ Phúc nhé mọi người nhé, là của cụ họ đấy, dâu các thứ, dâu tỉa các thứ của cụ rất là chi là đẹp. Em quay tổng thể cho mọi người cùng xem. Bộ này em làm là bộ cao 40 nhé mọi người nhé, bộ cao 40 gỗ chắc đen, cực kỳ là giá trị và quý hiếm. Mọi người ở ngoài mình nhìn thấy độ to độ đẹp của bộ tác phẩm rất chi là VIP luôn mọi người nhé. Bộ này em xin giá thì mọi người có thể là liên hệ với em qua số điện thoại 0865507206 và số điện thoại thứ hai của em là 0961384061. Hai số điện thoại của em đều có Zalo nhé mọi người nhé. Địa chỉ cơ sở sản xuất thì tại làng nghề Vân Điểm, Vân Hà, Đông Anh, Hà Nội. Mọi người muốn xem hàng trực tiếp thì có thể là qua cơ sở bên em để được ngắm những tác phẩm VIP sẵn tại cửa hàng nha mọi người nhé. Đủ loại mẫu mã, đặt margin là tất cả mọi thứ đều có hết nha mọi người nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo nhé. Xin chào.